Real Madrid trải qua mùa hè 2023 với nhiều âu lo. Đầu tiên là tiền đạo đội trưởng Karim Benzema quyết định rời sân Bernabeu sau 14 năm. Tiền đạo người Pháp là chân sút trụ cột của Real Madrid dù trong đội hình có Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay xa nữa là Raul Gonzalez. Đặc biệt trong 5 mùa giải trước khi chia tay, Benzema một lần đoạt danh hiệu vua phá lưới và 4 lần về nhì trong danh sách ghi bàn ở La Liga. Chính vì thế, sự ra đi của tiền đạo 35 tuổi khiến huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng như người hâm mộ Real Madrid rất tiếc nuối. Nỗ lực tìm kiếm trung phong thực thụ thay thế cho Benzema bất thành, tiền đạo đội trưởng đội tuyển Pháp là Kylian Mbappe không đạt được thỏa thuận tài chính với câu lạc bộ chủ quản là Paris Saint-Germain để gia nhập Real Madrid. Tiền đạo đội trưởng của tuyển Anh là Harry Kane thì lại chọn Bayern Munich làm bến đậu mới. Los Blancos rơi vào tình thế nan giải. Họ không có cho mình một chủ công đích thực để gánh vác trọng trách ghi bàn. José Lu không phải là cái tên tạo được sự yên tâm cho các Madridista và rồi trách nhiệm nặng nề ấy lại được đổ dồn lên vai bản hợp đồng trăm củ của câu lạc bộ Jude Bellingham. Nhưng chính Bellingham lại khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tiền vệ 20 tuổi đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 3 trận La Liga đầu tiên cho Real Madrid. Bellingham cũng là cầu thủ Real Madrid đầu tiên kể từ Cristiano Ronaldo năm 2009 ghi bàn trong 3 trận đầu mùa. Nếu như Ronaldo có 4 bàn thắng sau 3 trận đấu đầu tiên thì Bellingham ấn tượng vì cũng có 4 bàn thắng và một pha kiến tạo. Real Madrid có 6 bàn thắng trong 3 trận thì riêng Bellingham đã chiếm 2/3. Cầu thủ người Anh cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga, tạm giúp người hâm mộ Real Madrid quên đi sự thiếu vắng của Benzema. Và một lần nữa, tiếp tục là Bellingham, vẫn phải là Bellingham hóa người hùng, cứu Real Madrid trong trận đấu gặp Getafe tại vòng 4 của La Liga. Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn hẳn, không có gì khó hiểu khi Real Madrid chủ động ép sân sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra bởi chính Los Blancos phải vào lưới nhặt bóng trước ngay từ phút 11 sau pha lập công của Borja Mayoral, một người cũ của kênh Kền Trắng. Bị dội gáo nước lạnh, Real Madrid càng tràn lên mạnh mẽ, Getafe không còn cách nào khác phải kéo thấp đội hình, đổ bê tông trước cầu môn nhà. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Real Madrid. Los Blancos đã cố gắng hết sức cho đến cuối hiệp 1 để lấy lại thế trận và có được một tỷ số hòa. Nhưng Getafe đã phòng ngự kiên cường trước đội hình đầy dãy ngôi sao của đội chủ nhà. Tình huống nổi bật xuất hiện ở phút 33, Luka Modric suy ghi được bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình bằng một pha bay người đánh đầu nhưng không thành. Phải đến đầu hiệp 2, Los Blancos mới tìm được bàn gỡ nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo José Lu. Pha làm bàn này giúp Real Madrid chút bỏ được gánh nặng về tinh thần. Họ tấn công mãnh liệt hơn, song Getafe cũng chống đỡ rất kiên cường. Những tưởng trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa thì phút 90+5, cái duyên ghi bàn của Jude Bellingham lên tiếng. Cú sút xa rất căng của Lucas Vazquez buộc thủ thành David Soria phía Getafe phải đẩy bóng ra và Bellingham như một tay thợ săn ập vào tức thì đá bổi, ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Đây là pha lập công thứ 5 của tuyển thủ Anh cho Real Madrid sau 4 vòng đấu tại La Liga mùa giải 2023-2024. Bellingham chính xác là không thể ngừng ghi bàn. Lần thứ 2 trong lịch sử, Real thắng cả 4 trận mở màn của La Liga ở 2 mùa giải liên tiếp, sau mùa 61-62 và 62-63. Mùa trước, đoàn quân dưới trướng Carlo Ancelotti cũng thắng 3 trận đầu trên sân khách khi hạ Almeria 1-2, Celta Vigo 1-4, Espanyol 1-3, rồi thắng Real Betis 2-1 ở vòng 4. Cá nhân Bellingham nối dài mạch ghi bàn lên 4 trận sau một bàn ở trận gặp Celta Vigo, cú đúp trước Almeria và lập siêu phẩm volley đập đất về góc cao trong trận thắng Bilbao. Trước Bellingham chỉ có 3 cầu thủ nổ súng ở cả 4 trận đấu tại La Liga trong thế kỷ 21, gồm Zlatan Ibrahimovic năm 2009, Cristiano Ronaldo 2009 và Cesc Fabregas 2011. Jude Bellingham đang chứng tỏ anh xứng đáng với số tiền rất lớn mà Los Blancos bỏ ra để có mình. Với chiến thắng 2-1 trước Getafe, Real Madrid vẫn là đội bóng duy nhất của La Liga mùa này toàn thắng trong 4 vòng đầu tiên. Nếu không có ngày thi đấu thăng hoa của sao trẻ sinh năm 2003, Real Madrid có thể đã phải nhận kết quả không khả quan trước đối thủ dưới cờ Getafe. Không quá khi nói Bellingham chính là người hùng của đội chủ sân Bernabeu ở trận đấu này. Tất nhiên, màn ngược dòng trước một đối thủ yếu hơn ở La Liga không thể kỳ vĩ và đáng nhớ bằng những màn ngược dòng ở Champions League. Nhưng điều đáng nói nằm ở chỗ, nếu không tính các trận giao hữu, thì đây mới chỉ là trận đấu thứ tư của Bellingham trong màu áo của Real Madrid. Tài năng trẻ người Anh chỉ cần vỏn vẹn 4 lần ra sân ở mùa giải mới để chứng minh mình đã đang hòa nhập cực tốt tại Real Madrid. Đó không chỉ là sự thích nghi về mặt chuyên môn khi Bellingham đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở La Liga mùa giải năm nay trong đội hình Los Blancos với 5 pha lập công.
mà anh còn có thể nhanh chóng thích nghi với thói quen nói không với thất bại của Real Madrid. Đây mới chỉ là tháng thứ 3 trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm mà Bellingham ký với Real Madrid. Nhưng xét về cả về mặt tư tưởng lẫn chuyên môn, các Madridista có cảm giác như tân binh sinh năm 2003 đã có một thời gian rất dài khoác áo đội bóng mà họ hâm mộ. Thậm chí, ngay kể cả huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng phải thừa nhận điều này. Cậu ấy thật xuất sắc và đặc biệt. Jude sở hữu những cá tính rất phù hợp với đội bóng của chúng tôi. Cậu ấy thích nghi với Real Madrid rất nhanh. Jude là một cầu thủ vô cùng tài năng. Cứ như thể cậu ấy đã gắn bó với Real Madrid từ lâu lắm rồi. Huấn luyện viên Ancelotti đã cho mọi người thấy được lý do vì sao trao cho Bellingham chiếc áo số 5 của Zinedine Zidane trước đây. Tiền vệ 20 tuổi thường được bố trí đá thấp nhất trong hàng tiền vệ của Dortmund và tuyển Anh, nhưng ông xếp Bellingham ở vị trí cao nhất trong hàng tiền vệ kim cương 4-3-1-2. Khả năng chơi bóng của Bellingham rất đa dạng khi có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự, sẵn sàng xâm nhập vòng cấm đối phương, kiến tạo cho tiền đạo phía trên. Chính nhờ sự đa năng đó của Bellingham, Real Madrid giành trọn 12 điểm sau 4 trận để dẫn đầu bảng của La Liga mùa giải mới. Người hâm mộ nhớ lại thời Ancelotti ở Chelsea mùa giải 2009-2010, cũng chơi với sơ đồ này và thành công rực rỡ với Deco như Bellingham bây giờ. Sự xuất hiện của Bellingham giúp cho gánh nặng ghi bàn của các tiền đạo giảm hẳn. Cặp tiền đạo Vinicius và Rodrigo mỗi người mới chỉ có một bàn thắng. Ngay cả khi Vinicius chấn thương phải rời sân ở phút 18 trận thắng Celta Vigo, Carlo Ancelotti vẫn giữ nguyên đội hình thi đấu, để rồi Bellingham là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tiền đạo người Brazil được xác định nghỉ thi đấu tới hết đợt thi đấu quốc tế trong tháng 9. Nhưng Ancelotti tin rằng viên kim cương Bellingham vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng để Real Madrid giữ vững ngôi đầu bảng của La Liga. Nói về phong độ bay cao của mình, chính Bellingham cũng từng thừa nhận: "Tôi nghĩ mình đã chơi hay hơn gấp 10 lần so với mùa giải trước. Trình độ ở đây rất cao và tôi vẫn đang học hỏi. Các đồng đội cũng giúp đỡ nhiều, nhờ đó tôi có khởi đầu tốt như vậy tại đội bóng mới. Tôi sẽ cố gắng duy trì phong độ này. Vẫn còn nhiều trận đấu trước mắt để tôi phải cố gắng. Tôi từng xem Real Madrid thi đấu rất nhiều khi còn nhỏ. Họ đã rơi vào nhiều tình thế khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua. Bây giờ tôi đang ở đây và tận mắt chứng kiến điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đội bóng mình sẽ thua khi quan sát biểu cảm của các đồng đội. Không hề có một chút hoảng loạn trong đó." Truyền thống bất khuất của Real Madrid không chỉ được thể hiện ở việc họ không sợ hãi trước những thất bại, đôi khi điều đó còn được bộc lộ ở cái khí chất đặc biệt của những siêu sao đã hoặc đang khoác lên mình màu áo hoàng gia trắng. Số năm mới của Kiền Kiền Trắng đã thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình ở màn ăn mừng đầy kiêu hãnh trong những trận đấu. Anh biến thành siêu nhân giải cứu đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Từ khi còn đầu quân cho Dortmund, Bellingham đã nhiều lần ăn mừng bàn thắng bằng cách đứng hiên ngang và dang rộng đôi cánh tay của mình. Khi chuyển tới Real Madrid, tiền vệ sinh năm 2003 tiếp tục duy trì kiểu ăn mừng này. Và cũng thật có duyên khi động tác ăn mừng của Bellingham rất phù hợp với DNA của đội chủ sân Santiago Bernabeu. Cựu cầu thủ Dortmund như thể muốn đón nhận tất cả những sự tán dương, những lời khen ngợi và cả những áp lực. Đó là thứ áp lực phải tỏa sáng để không bị chê bai, dè bỉu khi cập bến Real Madrid với vị thế một ngôi sao. Ngày hôm qua, Bellingham tiếp tục dang rộng cánh tay của mình. Lần này có kèm theo một pha trượt cỏ đầy cảm xúc. Cũng phải thôi, chiến thắng ở những phút cuối luôn khiến con người ta bùng nổ như vậy. Và có lẽ nếu cầu thủ người Anh vẫn cứ cháy đều đều như thế này, thì cầu trường Bernabeu được dự đoán sẽ còn được ăn mừng cuồng nhiệt hơn nữa trong tương lai.